Tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines bố trí cho môn bóng đá nam 3 địa điểm thi đấu, đó là sân Binan, sân Rizal và sân Imus. Trong số này, sân Imus tổ chức duy nhất một trận, sân Binan có 7 trận, còn lại phần nhiều được tổ chức tại sân Rizal ở thành phố Manila. Dù vậy, đến thời điểm này, sau khi đã có 2 trận đấu tại vòng bảng giữa đội tuyển U22 Myanmar gặp đội tuyển U22 Malaysia và U22 Philippines gặp U22 Campuchia được diễn ra, nhưng sân Rizal vẫn trong tình trạng vừa đá vừa sửa. Trong buổi tập sáng ngày 26 tháng 11 của đội tuyển U22 Việt Nam tại sân Rizal, khi phóng viên đến sân tác nghiệp vẫn bắt gặp cảnh tượng công nhân đang hoàn thành nốt những hạng mục còn dang dở. Góc khán đài, dàn giáo mới chuẩn bị được tháo dỡ sau khi công nhân vừa mới sơn xong chỗ tường phía sau lưng ghế ngồi. Trước đó, trưởng ban quản lý sân Rizal, ông Sarin cho biết mọi việc sẽ hoàn tất vào ngày 25 tháng 11, nhưng đến ngày hôm nay mọi thứ vẫn ngổn ngang. Rizal Memorial được xây dựng vào năm 1934 và đang trải qua lần sửa chữa và nâng cấp thứ 6 với chi phí lên đến gần 1 triệu đô la Mỹ. Địa điểm này vẫn trung thành với việc sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo để phục vụ cho các trận đấu ở SEA Games 30. Có thể thấy, dù ngày khai màn SEA Games đang đến rất gần, nhưng nước chủ nhà vẫn chưa thể khiến cho các nước trong khu vực cảm thấy yên tâm khi đến tranh tài tại đây bởi công tác chuẩn bị và đón tiếp hời hợt, thiếu chu đáo. Vào chiều ngày hôm nay, trên sân Rizal sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng B giữa U22 Thái Lan với U22 Indonesia và U22 Lào với U22 Singapore. Hy vọng khi các cầu thủ ra sân sẽ không còn phải chứng kiến cảnh tượng sửa chữa sân của ban tổ chức.